Quỹ ban nhân dân quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số quận Thốt Nốt lần thứ tư năm 2024. Quận Thốt Nốt hiện có 429 hộ dân tộc thiểu số với 1.102 nhân khẩu, trong đó có 212 hộ dân tộc qua với 690 nhân khẩu. Giai đoạn 2019-2024, công tác chăm lo cho dân tộc thiểu số được địa phương quan tâm tích cực như hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 23 căn nhà với tổng giá trị hơn 1 tỷ 100 triệu đồng, hỗ trợ 31 hộ dai hơn 1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, tư vấn giới thiệu việc làm, cho học bổng cho 123 em học sinh người dân tộc thiểu số, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách vào các dịp lễ Tết. Đến nay, toàn quận có 3 hộ nghèo giảm 25 hộ sau so năm 2019 và 10 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm 9 hộ so với năm 2019 về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số ổn định. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất xác định mục tiêu thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc từ nay đến năm 2029 là các cấp quỹ đảng chính quyền mặt trận các tổ chức chính trị xã hội tạo điều kiện phát huy các tiềm năng lợi thế của địa phương góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội đẩy mạnh công tác giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng